người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại địa danh có tên là Howth. Đây là một làng chài thuộc vùng ngoại ô thành phố Dublin. Ở đây thì người ta đã phát hiện con người sinh sống ở đây từ thời tiền sử, đã xuất hiện trong rất là nhiều thần thoại của Ireland. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng theo chân mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây nhé. Let's go! Đây là lối đi dẫn xuống phía dưới chân đồi. Nhìn trên video như vậy thôi chứ ở ngoài rất là dốc và nguy hiểm. Cảnh báo là chống chỉ định cho những ai sợ độ cao. Bây giờ thì mình đã leo được xuống phía dưới của ngọn đồi. Các bạn nhìn có thể thấy đây, phía sau mình là biển. Họ có cả cảng cá ở đây. Vì vậy là sau mỗi một lần ngư dân ra ngoài biển đánh cá thì họ thường về đây để buôn bán và trao đổi hàng hóa. Phía xa xa kia là đầu của chú hải cẩu. Không biết là các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà ở đây thì mình nhìn thấy rất là rõ chú hải cẩu đang ngóc đầu lên. Phía dưới mình là biển. Hôm nay thì là một ngày rất là nắng, nhưng mà nhiệt độ thì cũng không cao cho lắm, nên vẫn có thể đi bộ được. Ví dụ như là ở Việt Nam thì giờ này là 38 độ thì không thể đi bộ được như thế này bởi vì quá nóng. Như ở đây thì mọi người thường đi bộ vào những cái ngày ấm áp, nắng như thế này. Thật sự là mình ở đây thì cũng được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình đến đây. Hôm nay thì vẫn hơi nhiều sương mù nên không, tầm nhìn xa thì không được xa cho lắm nên không thể nào mà quay cho các bạn thấy được ở vịnh Dublin. Như mọi người thấy thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Mình cố gắng để đi bộ xung quanh ngọn đồi này nhưng mà thực sự là rất là xa, nên mình quyết định là quay lại xe, bởi vì là từ đây mà đi ra đến cảng cá thì rất là xa. Thế nên là mình sẽ đi quay lại xe để lái xe ra cảng cá thì sẽ nhanh hơn. Tại vị trí mà mình đang đứng đây chính là Howth Harbour, nằm trên bán đảo Howth Head, khoảng 13 km về phía đông bắc của thành phố Dublin. Ngôi làng cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Đây từng là một hòn đảo, nhưng bây giờ đã được kết nối với phần còn lại của thành phố Dublin. Phía bên tay trái của mình đây là cảng cá, hay còn gọi là bến cảng của Howth. Bến cảng này thì đi vào hoạt động từ thế kỷ thứ 14 và hiện bây giờ thì Howth đã trở thành một khu ngoại ô rất là sầm uất và giàu có của Dublin. Thật ra ở đây thì đất rất là đắt đỏ. Mỗi một ngôi nhà ở đây có trị giá khoảng 600.000 euro cho đến 1 triệu euro. Tính ra tiền Việt Nam thì rất là nhiều. Thế nên đây được gọi là một khu sầm uất nhất của Dublin. Đây là bờ đê để chắn mỗi khi mùa nước dâng cao và cũng chính là lối đi dẫn đến ngọn đèn hải đăng. Phía xa kia là một anh ngư dân, anh ấy đang kéo những cái bẫy cua lên. Cua ở đây thì thường sống ở vùng nước sâu nên rất là khó để bắt. Vì vậy nếu mà bạn muốn bắt cua thì bạn cần phải dùng đến những cái bẫy cua như thế kia. Đây chính là ngọn đèn hải đăng dùng để soi sáng và phát tín hiệu cho những đoàn thuyền đánh cá ngoài khơi xa. Mới đây thôi mà đã 2 giờ chiều rồi. Lâu lắm mình không đi bộ dưới nắng lâu như thế này. Hôm nay lại còn quên không mang mũ nữa chứ. Mà nắng như thế này thì chỉ có ăn kem là ngon nhất thôi. Thử vào cửa hàng kia xem kem đó có ngon không nhé. Bây giờ mình đã vào trong rồi đây. Nhìn thì cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Thử ăn xem như thế nào. Nhiều vị quá mình không biết chọn vị gì. Sau một hồi suy nghĩ thì mình đã chọn vị bạc hà, vị sô-cô-la và vị cherry nữa. Để đi ra bến cảng thì mình sẽ đi tắt theo lối công viên. Ở đây là bến cảng nên rất là nhiều chim Hải Âu. Chính vì thường xuyên tiếp xúc với con người nên chúng cũng rất là thân thiện. Chúng thường bay lượn khắp mọi nơi để kiếm mồi và thường tập trung chủ yếu ở bờ biển. Đây chính là cảng cá, nơi tập trung của các tàu thuyền sau mỗi chuyến đi biển về. Khu vực này từng là một làng cá trước khi trở thành một trong những cảng nhộn nhịp nhất ở Ireland. Nếu như bạn muốn di chuyển bằng xe buýt thì bạn có thể bắt xe 35 hoặc là 35A, hoặc bạn cũng có thể là bắt tàu điện thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với đi taxi. Ở Howth, ngoài bến tàu và cảng cá thì còn có rất nhiều bến du thuyền với các dịch vụ tàu thuyền cho khách du lịch. Bạn có thể book vé để đi tham quan một vòng xung quanh bán đảo, cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ đã đến lúc mình phải kết thúc video tại đây rồi. Nếu bạn thích video này của mình ngày hôm nay thì xin cho mình một like, nhấn đăng ký kênh và ấn vào cái chuông phía dưới để nhận thông báo cho những video tiếp theo nhé. Bye bye!